nhật. Bí quyết để sống lâu hơn, hạnh phúc hơn được tóm gọn trong một từ: Ikigai. Tại Việt Nam có một nơi được mệnh danh là vùng đất của những người hạnh phúc và trường thọ, khắc họa trọn vẹn triết lý sống Ikigai của người Nhật. Quần thể sống chuẩn Nhật giữa lòng thành phố đảo tỷ phú Vinhomes Royal Island. Kiệt tác được vẽ nên bởi kiến trúc sư lừng danh thế giới Kengo Kuma với những chi tiết đậm chất Nhật. Nơi những giá trị về sức khỏe thể chất và chữa lành tâm hồn được đặt lên hàng đầu. Nơi tận hưởng 365 ngày sống tươi trẻ giữa vùng đất ngập tràn ánh dương. Como Rebi, ánh nắng xuyên qua kẽ lá. Como Rebi, nơi lưu giữ hạnh phúc và sức khỏe trường tồn.